hát cho lòng ta thật thoải mái. Vui tươi cùng nhau sẽ chia niềm hạnh phúc trong đời. Bước vẫn bước bao niềm tin trong từng giây phút. Cùng vẽ lên màu sắc tình yêu. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Vui Sống Mỗi Ngày. Quý vị và các bạn thân mến, trong mỗi một số của chương trình, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị những thông tin tổng hợp về nhiều lĩnh vực khác nhau, từ ẩm thực, kỹ năng, cho đến một cuộc trò chuyện rất là đặc biệt với một vị khách mời nào đó về một chủ đề mà chương trình mang lại. Và hy vọng rằng là quý vị và các bạn cũng sẽ cảm thấy thú vị với những gì mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng bắt đầu chương trình ngay bây giờ với những thông tin đầu tiên trong một gam màu cuộc sống. Sở hữu một gương mặt thon gọn có hình chữ V là mong ước của nhiều phụ nữ. Vì vậy, rất nhiều chị em đã tìm đến các phương pháp thẩm mỹ như gọt hàm, độn cằm. Tuy nhiên, các giải pháp này thường gây đau đớn, thời gian nghỉ dưỡng dài và kèm theo nhiều rủi ro. Vừa qua, công ty Cuộc Sống Tươi Đẹp đã ra mắt công nghệ nâng cơ bằng chỉ Ultra V-Lift thế hệ 2, Ultra V Double Twist, Ultra V Co. Giúp tạo hình gương mặt trái xoan hoàn toàn mà không cần phẫu thuật, không nghỉ dưỡng, nhưng an toàn và hiệu quả. Ultra V-Lift thế hệ 2, các sợi chỉ được kết dính qua một đầu mũi kim, sau đó được tiêm trực tiếp vào bên trong bề mặt của da, giúp kết nối và nâng cơ từng vùng. Dọc theo các sợi chỉ là những vết máu để cơ bám, giúp nâng và treo những vùng cơ đã chảy xệ. Trong vòng 4 tuần, da sẽ phục hồi và săn chắc trở lại. Tạo hình chữ V thon gọn hiệu quả, chỉ nâng cơ sẽ tự tiêu trong vòng 6 đến 8 tháng. Loại Ultra V Double Twist sử dụng hai sợi chỉ luồn trong một mũi kim xoắn lại với nhau, tác dụng gấp đôi so với loại chỉ Ultra V Lift thế hệ 1. Còn dòng Ultra V Co sử dụng chỉ có gai, giúp cải thiện vùng da bị chảy xệ của bệnh nhân lớn tuổi, thậm chí người trên 70 tuổi vẫn điều trị được. An toàn là điều kiện tiên quyết đầu tiên trong thẩm mỹ. Trước đây khi thực hiện nâng cơ mặt, chúng tôi phải phẫu thuật từ nhiều máy móc hỗ trợ. Giờ đây với sự ưu việt của chỉ Ultra V-Lift, việc nâng cơ mặt đã trở nên an toàn và hiệu quả hơn và loại chỉ này sẽ tự động biến mất sau 1 đến 2 năm. Công nghệ này cũng đã được giáo sư Kong Hang Jin phát minh và chuyển giao cho các bác sĩ thẩm mỹ hàng đầu tại Việt Nam, đồng thời trực tiếp cố vấn cho các khách hàng. Hy vọng đây sẽ là tin vui cho các phụ nữ đang mong muốn có gương mặt chữ V xinh xắn. Ăn chay ngày càng trở nên quen thuộc với nhiều người. Có người ăn chay vì tín ngưỡng, có người ăn chay để bảo vệ sức khỏe, có người ăn chay để bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật. Dù là với mục đích gì thì việc ăn chay vẫn là một điều đáng khích lệ. Ăn chay đúng cách không chỉ cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho bạn, giúp bạn phòng ngừa bệnh tật tốt hơn và một lợi ích rất thiết thực đối với các chị em phụ nữ. Ăn chay đúng cách cũng là một phương pháp làm đẹp cũng như cách giữ gìn nhan sắc khá hiệu quả. Với một khẩu phần hợp lý, ăn chay là phương pháp ăn kiêng phổ biến nhất thế giới, giúp bạn có một làn da đẹp và thân hình thon thả hơn, cũng như việc ăn uống các thực phẩm có nguồn gốc thực vật sẽ tăng cường các chất chống oxy hóa, giúp bạn giữ được nét tươi trẻ lâu hơn. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với một trò chuyện cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, qua những hình ảnh trong đoạn video clip vừa rồi, có lẽ là quý vị cũng đã biết được là chủ đề mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau, đó chính là bí quyết làm đẹp từ việc ăn chay. Và người cùng trò chuyện với Vân bây giờ sẽ là một vị khách mời đặc biệt. Cô là một người đã được vinh danh là ngôi sao ăn chay quyến rũ nhất châu Á do Tổ chức Bảo vệ Động vật PETA châu Á bình chọn trong thời gian vừa qua. Và chúng ta sẽ cùng gặp cô ngay bây giờ. Xin giới thiệu cùng tất cả quý vị, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Xin chào chị Hồ Quỳnh Hương ạ. Hồ Quỳnh Hương xin được gửi tới khán giả của chương trình Vui Sống Mỗi Ngày lời chào thân ái và cũng xin được gửi tới MC rất là xinh đẹp và nổi tiếng của chương trình, MC Thanh Vân. Cảm ơn chị Hồ Quỳnh Hương vì đã dành cho Vân một lời khen ngay từ đầu chương trình. Chị Hồ Quỳnh Hương cảm thấy như thế nào khi mà trong một danh sách đề cử có rất là nhiều những ngôi sao nổi tiếng của làng giải trí châu Á mà mình lại được cái vị trí này? Có mấy người bạn nói với Hương là Hồ Quỳnh Hương ơi, Hồ Quỳnh Hương được đề cử thôi là Hương đã thấy
ủa có cái gì nó nhầm lẫn ở đây không? Thấy 300 người là những cái người toàn những cái người đẹp và người nổi tiếng không thôi. Cho tới khi mà mọi người mở cái trang của bên Beta ra đó thì ông thấy đúng là có hình mình và có công bố là Hương là cái người mà được bình chọn nhất. Hương thật sự rất là bất ngờ và thực ra thì đối với Hương là một cái niềm hạnh phúc nó hơi khác hơn với những cái niềm hạnh phúc khác. Vì thường có thể là Hương đạt giải trong những giải thưởng âm nhạc hay những giải thưởng khác, nhưng mà về sắc đẹp thì đây là một điều rất là hiếm hoi đối với Hồ Quỳnh Hương. Thì giờ đây mọi người lại nghĩ là mình có cái gì đó có chút quyến rũ, có chút hấp dẫn. Thì thực ra Hương cũng thấy vui vui. Có thể là do chị Hồ Quỳnh Hương còn khiêm tốn với bản thân mình cho nên chị đã bất ngờ với danh hiệu này. Thế nhưng đối với những ai đã yêu quý chị Hồ Quỳnh Hương suốt một thời gian dài, không chỉ là ở giọng hát mà còn vì con người cũng như vẻ đẹp của chị, thì mọi người có một cái nhận định chung như thế này: ai thì cũng phải chịu cái sự lão hóa của thời gian. Thế nhưng giống như đối với chị Quỳnh Hương có một cái điều nó ngược lại thì phải, càng hát hay hơn thì lại càng xinh đẹp ra. Và mọi người đang thắc mắc là liệu chị Hồ Quỳnh Hương có một bí quyết gì đó đặc biệt trong chuyện giữ gìn sắc đẹp của mình, và đang liên tưởng rằng là không biết cái chuyện mà mình ăn chay với danh hiệu đó có phải là một yếu tố quyết định cho vẻ đẹp của chị ngay bây giờ không? Hương chỉ biết là khi mà Hương ăn chay đó, và nó cũng có cái thời gian mà 2 năm Hương ngưng không có tham gia vào showbiz, giống như là quay vào bên trong mình có ăn chay và mình cũng có tập ngồi thiền đó, thì hình như nó có một cái tác động gì đó tới con người của mình. Thứ nhất là cái tâm hồn của mình thấy nó nhẹ nhàng và nó rất là bình an an đó. Có một cái gì đó nó rất là thanh thản trong cái con người của Hương. Tức là tự nhiên cái người đối diện thì nói với Hương như vậy, và Hương không biết có phải hay không. Rồi mọi người khen là Hương có đẹp lên, rồi có rồi có người thì nói là Hương có dịu dàng hơn. Nhưng cái đó nó biến đổi một cách tự nhiên mà Hương không biết là có phải hay không. Chị Hồ Quỳnh Hương đã được ăn chay từ hồi nhỏ đúng không ạ? Đúng rồi. Từ năm bao nhiêu tuổi chị còn nhớ không? Lúc mà Hương học lớp 4 thì Hương đã thích ăn chay rồi. Nhưng mà đó là do cả gia đình có thói quen như vậy cho nên cũng ảnh hưởng tới chị, hay là tự nhiên mình muốn như thế? Hương nhỏ thì Hương yêu thích những cái chú cún con của Hương vậy đó. Thì Hương yêu, thế nhưng mà nhiều khi Hương sợ mọi người ăn với nó. Đúng như vậy đó, thì Hương nghĩ là thì Hương sẽ không có ăn, Hương không có ăn thì sẽ không có cái chuyện mà nó bị sao cả. Nhưng mà vì là mình còn nhỏ thì bố mẹ Hương thì giống như là vẫn kiểm soát cái cuộc sống của mình không, thì mình không có ăn chay được. Khi xưa đó, mặc dù là Hương ăn một tháng được bao nhiêu ngày đó, mà nói chung là được ngày nào mà Hương ăn được là Hương ăn à. Thì khi thì Hương đã thấy được là những cái ngày mà Hương ăn chay, Hương cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Không biết hay là do cái cảm giác của Hương hay cái sự tưởng tượng thì Hương không biết nha. Nhưng mà tới khi mà hôm nào mà Hương ăn hơi nhiều quá những cái chất từ động vật đó, thì Hương hay bực mình. Và mọi cái nó hay giống như mình làm cái gì đó, mình không có thấy nó nhẹ nhàng. Nhưng mình thấy khó chịu, có đôi khi cái cô trợ lý cô làm việc cái xíu mình cũng bực mình nữa, mình cáu gắt đó, tự nhiên như vậy. Thì cứ nhiều lần như thế thì Hương nghi là cái việc này cái việc này nó ảnh hưởng tới cuộc sống của mình nhiều. Rồi sau đó thì Hương có tìm hiểu, nhưng mà Hương cũng sợ là nó có ảnh hưởng đến sức khỏe không, thì Hương mới tìm hiểu khoa học, rồi những bác sĩ họ nói về ăn chay. Thế là cái niềm tin của trong Hương nó nhiều hơn. Khi ăn chay rồi thì Hương mới thấy là ví dụ như là về cái sắc vóc của mình đó, thì nó vẫn đảm bảo cho Hương cái sức khỏe. Vì trong cái ăn chay, như các nhà khoa học có nghiên cứu là về những cái chất đạm ở trong cái đậu nành á, và ở trong cái tinh của cái mì căn, thì cái chất đạm á, bổ dưỡng có nhiều khi còn, cái này là theo khoa học nha chứ không phải là theo Hương nha, nó còn chiếm nhiều chục phần trăm hơn cả từ thịt bò. Thì nhưng mà nó lại không mang lại những cái chất béo phì cho mình, và nó không có những cái bệnh như là máu nhiễm mỡ hay là gan hay là cái gì đó. Thì khi mà thật sự mà khi mà Hương ăn chay thì Hương thấy là cái da của mình nó cũng tốt hơn, tại vì nó lại bổ sung cho mình những cái vitamin từ những rau củ quả mà nó vẫn đảm bảo được cái chất đạm như vậy. Thì Hương cứ thấy Hương ăn thôi, và dần dần thì nó đã trở thành thói quen, và giờ thì Hương cũng thưởng thức những món ăn rất là ngon, tại vì Hương cũng là người nấu ăn chay rất là ngon. Tự nhiên mình phải nấu ăn, mà ngày xưa thì Hương không có biết nấu ăn nha. Hương cũng muốn chia sẻ với chương trình là trong cái một ngày của Hương đó, buổi sáng thức dậy là bao giờ Hương cũng muốn uống một ly trái cây, gồm có như là dưa hấu này, đu đủ này, thanh long này, rồi cà rốt này, cà chua này, ví dụ như vậy đó. Và Hương cảm giác như là nó sẽ tốt cho cái da của mình, nó thẩm thấu cho cả một cái đêm á, mình nó gần như là tiêu hao hết cái năng lượng của mình đó, thì mình uống cái đó vào nó giống như nó bồi đắp ngay cho mình cái thiếu hụt đó, để một ngày mình làm việc cho nó khỏe. Rồi trưa
trưa thì mình ăn nhiều hơn một chút nha. Trưa mình ăn nhiều để mình lấy sức mình đi làm và ăn nhiều rau tươi, ăn nhiều các loại rau ạ. Ăn cho nó đẹp cái da của mình ấy. Thế đó. Nếu mà dáng được thì ăn thêm một bát súp trong biển, nấu viên nấm rồi đậu hũ. Thế đó. À, rồi còn buổi tối thì có thể mình ăn nhẹ lại. Mình ăn ít cơm thôi. À, có thể mình ăn chút phở phở chay hoặc là lẩu chay thì mình sẽ được ăn nhiều rau đó, rất là đầy đủ những chất nhưng mà dễ tiêu hóa. Sau khi mình ăn như vậy đến buổi tối mình đi ngủ, mình không có bị ứ động những cái chất đạm nó quá nhiều. Nó sẽ thanh lọc và mình sáng đúng rồi, ngủ ngon và sáng tỉnh dậy lại thấy eo nó nhỏ lại ngay. Vậy thì khi mà chuyển sang cái chế độ ăn chay trường đó, rồi chị có gặp nhiều khó khăn không? Vân nghĩ là cũng phải có đôi lúc mình cũng bị dao động bởi những cái món ăn bình thường chứ hả? Thế cho nên mới nói là tất cả mọi cái nó đều bắt đầu từ cái duyên và cái quan trọng là cái nó ảnh hưởng từ cái suy nghĩ của mình đó. Hương kể cho Vân nghe chuyện mắc cười lắm. Anh rể của Hương, nhà Hương thì Hương là ăn chay tuyệt đối và ba mẹ Hương nữa trong gia đình Hương, nhưng mà mỗi khi anh chị sang nhà Hương chơi rồi đó, anh nghĩ tại vì anh ăn mẹ cái gì mà ngon thế. Cái ngày đó là anh chưa biết là Hương và gia đình ăn chay trường đâu. Cái thịt gì mà ngon thế này? Mình nói, đồ chay đó, thịt gì mà ngon? Ôi trời ơi, ăn thế này thì mệt lắm, không ngon gì cả. Tôi đi đáp. Là do trong đầu đã đúng tự rồi. Thủy ám thị rằng là đúng, nếu mà xác. Ăn chay là sẽ không ngon hay là không no hay là sẽ bị mệt. Đúng rồi, chính xác. Nếu như mà ai tiêu hóa tốt mà có một cái chế độ ăn chay phù hợp với rất là nhiều tinh bột và cả đường nữa, thì cái chuyện lên ký. Cái chuyện cũng không có tránh khỏi. Nhưng mà đối với chị thì sao? Chị phải giữ cái vóc dáng như thế này, nếu mà để mình lên ký thì cũng hơi khó đúng không? Mọi người cũng đều nghĩ là nếu mà ăn chay á, thì là sẽ phải ăn nhiều cơm. Nhiều cơm á, để cho nó no, vì nó thiếu những cái chất khác. Nhưng mà như Hương cũng đã nói rồi, giống như là khi mà mọi người ăn mặn á, giống như ăn thịt bình thường á, thì mọi người cũng đâu có ăn cơm không đâu. Thì cũng phải ăn với lại những cái này cái kia, với những cái chất này chất kia vào thì mới đủ chất trong một bữa ăn chứ. Thì ăn chay cũng vậy, Hương ăn cơm rất là vừa phải và những cái món khác, rau củ quả, ví dụ như để mà bồi đắp cho cái canxi của mình hay là iốt thì là ở trong rong biển nó rất là nhiều, ví dụ như vậy. Nó có đầy đủ những cái đó, thì đôi khi chỉ một bát canh rong biển hay là những cái món mình kết hợp với rong biển thành những cái món kho chẳng hạn, thế thì nó đều đầy đủ những cái chất đó. Hoặc là mình ăn nhiều rau rồi có khi là salad trộn. Tất cả những cái đó thì mình đều có thể đầy đủ rồi. Cái đúng rồi. Mình không thể phủ nhận được cái việc là nghề nghiệp của chúng ta, những người làm nghệ thuật thì cái sự lao lực là rất là lớn. Nhất là những cái buổi diễn của chị Hồ Quỳnh Hương, một đêm phải hát bao nhiêu bài như vậy. Thì liệu cái chế độ ăn chay nó có đáp ứng được cái sự bền bỉ cho sức khỏe khi mà phải hát nhiều hay là tập luyện vũ đạo nhiều như thế không? Bây giờ Hương không hiểu tại sao mà cái này Hương cũng không biết lý do nữa. Mà khi mà Hương ăn chay thì Hương ăn sáng ra Hương ăn, Hương uống ngũ cốc, Hương uống trái cây, Hương rất là vừa phải. Trưa Hương ăn có thể là ăn súp rồi ăn cơm nhẹ với ăn cơm với lại những cái rau củ quả, những cái món ăn mà Hương chế tạo ra. Rồi buổi chiều thì có thể là ăn lẩu chay cùng với gia đình ngồi. Thế thôi, đêm không bao giờ Hương phải ăn, nhưng mà không bao giờ Hương phải ăn vặt. Còn trước đây là lúc nào mình cũng ăn vặt đó, ăn cái bánh cái kẹo đó, nó rất là mập. Giống như cái cơ thể của đúng rồi. Chị nó đã thích ứng được với cái khẩu phần ăn như vậy và đúng nó rồi. Cảm thấy đủ. Nhưng mà rất là khỏe. Ví dụ như là trong cái live show mà không ai tin được hết á, trong cái live show mà Sắc Màu của Quỳnh Hương á, Hương làm mà gần như là Hương còn lo công việc, Hương ăn ít nữa. Mà Hương khỏe lắm kìa, Hương thấy người mình nó cứ hừng hực, nó giống như nó đầy năng lượng. Anh nói cho nó vui, Hương giống như voi. voi ăn chay. Cho nên là Hương hát á, bao nhiêu bài Hương không thấy mệt. Kỳ cục vậy đó, mà Hương tập vũ đạo thì cái Hương không mệt. Mà bây giờ họ hỏi Hương tại sao Hương không có biết. Nhưng mà thật sự cái điều đó nó xảy ra với Hương. Những điều cần biết về ăn chay. Những người ăn chay có nguy cơ thiếu hụt vitamin B12, sắt, canxi và kẽm cao hơn do các vi chất này thường có trong các thực phẩm có nguồn gốc động vật. Để bổ sung vitamin B12, người ăn chay có thể lấy từ men bia, sữa đậu nành, đậu hũ. Sắt có trong ngũ cốc, rau xanh và các loại hạt. Canxi có trong sữa, sữa đậu nành, bánh mì, cam và quả mơ. Kẽm có trong các loại ngũ cốc, củ cải trắng. Không sử dụng quá nhiều chất béo khi chế biến. Chế biến nhanh tay để giữ lại được các vitamin trong thực phẩm. Ăn nhiều món cho mỗi bữa. Hạn chế ăn vặt vì bánh kẹo, các loại snack vẫn có thể làm bạn tăng cân.
nên hỏi ý kiến bác sĩ dinh dưỡng trước khi có quyết định ăn chay trường, đặc biệt đối với những người phụ nữ mang thai, có ý định sinh con, người ốm và mắc một số bệnh như tiểu đường, bệnh tim, bệnh gan, v.v. Từ đầu cuộc trò chuyện cho tới bây giờ, Vân quan sát chị rất là kỹ. Vân cảm thấy là đúng như những gì mà chị Hương đã nói với Vân từ đầu, rằng từ khi mà chuyển sang cái chế độ ăn chay trường thì con người của chị Hồ Quỳnh Hương đã thay đổi. Vân còn được biết là chị còn có cái này gọi là bí quyết thì cũng không biết có phải hay không, nhưng mà chị đã tìm đến với dịch cân kinh. Và khi mà chị tìm đến được rồi thì chị cảm thấy có một sự thay đổi lớn trong tâm hồn mình chứ? Không phải là như vậy. Tại vì biết sao cái dịch cân kinh là nó có vài động tác thôi, mà là của ngài Đạt Ma Sư Tổ thì trước đây là ngài cũng là ngồi thiền ở trong một cái hang động. Và ngài ngồi rất là lâu, thì khi mà cái cơ thể của ngài nó mỏi hay như thế nào đó, vị Phật này đã nghĩ ra một cái động tác để mà cho cái cơ thể máu huyết lưu thông và có thể là tăng cái năng lượng cho cái con người. Và ngài đã viết lên trên cái hang vẽ lại, tức là để lại trên cái hang động đó và truyền lại cho đời sau. Và sau này là cái môn phái Võ Thiếu Lâm đó, họ cũng dựa vào đó để họ tạo ra một cái môn phái của họ đó. Thì không, cũng vô tình thôi, tại vì khi mà mình ngồi thiền nhiều thì đôi khi cái lưng mình nó cũng mỏi mỏi. Thì bắt đầu là có vài người nói với Hương là coi cái đó và giới thiệu cho Hương cái đó. Thì Hương thấy là khi mà Hương tập rất là hiệu quả. Nhưng mà nói cho Vân biết là nếu như Vân có thời gian thì Vân nên tìm hiểu. Tại vì ngoài ra đó, Hương thấy là chỉ có vài động tác, tức là khi mà Hương tập nó chỉ có tổng cộng là 8 động tác thôi. Nhưng mà thật sự nó rất là hiệu quả đó Vân ạ. Như ngày xưa là Hương ra những cái phòng tập, Hương tập rất là nhiều, nhưng mà mình bị, tức là cũng làm cho mình nhỏ đi này, hoặc là cái săn lại đúng không? Nhưng mà nó hơi mệt, mình phải bỏ nhiều. Bị mất Vân, sức. Đúng rồi, mất sức. Nhưng mà rõ ràng là khi mà Hương tập như này thì không quá 20 phút. 8 động tác nó rất là đơn giản. Nhưng mà rõ ràng là khi mà mình tập xong thì mình đã thấy cái cơ bụng của mình đó, nó cứng lại liền đó. Cái này chắc là phải hỏi chị một Quỳnh Hương để chị biết, bởi vì Vân đang cần điều đó. Cái này là thật sự. Không phải là hay là Hương cảm nhận thì Hương không có biết. Nhưng mà nó làm cho cái con người của mình nó rất là dẻo dai. Và trước khi khép lại cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì Vân xin được hỏi một chút xíu về công việc của chị Hồ Quỳnh Hương. Thời gian vừa qua thì Vân biết là cái buổi biểu diễn báo cáo tốt nghiệp của chị Hồ Quỳnh Hương có thể nói là gây được cái tiếng vang rất là lớn trong cộng đồng mạng. Rất là nhiều bạn và nhiều khán giả đã phải nói là dành những cái mỹ từ rất là tuyệt vời để miêu tả về buổi biểu diễn ấy. Thì một thời gian gần nhất, một thời gian sắp tới thì chị Hồ Quỳnh Hương có một kế hoạch nào đó đặc biệt mà chị có thể chia sẻ bật mí ngay bây giờ với khán giả đang xem chương trình của chúng ta không? Là Hương cũng không nghĩ là giờ mà mình thi đại học mà vẫn có những cái người quan tâm đến mình. Khi mà tốt nghiệp được cái đại học thì Hương lại khám phá ra rằng là cái khả năng ca hát của mình sẽ không dừng lại. Nếu như mình có sự rèn luyện thêm thì mình sẽ còn hưng phấn hơn với giọng hát của mình nữa rất là nhiều. Trong tháng 7 này đó thì có một ngày rất là đặc biệt đối với Hương, là Hương phát hành album Tĩnh Lặng, giống với con người Hương, Tĩnh Lặng. Album này thì Hương hứa với khán giả lâu rồi, nhưng mà tới giờ thì Hương đã thực hiện được. Sau 2 năm mà Hương nghỉ thì Hương thấy mọi người vẫn cứ nhớ, và vẫn fan thì vẫn cứ chờ đợi Hương, vẫn giục Hương, cho nên là Hương phải làm cho.